Xin chào các bạn độc giả yêu quý của kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya Hôm nay Kể Chuyện Đêm Khuya xin giới thiệu đến các bạn một bộ sách có thể coi là một trong những uh, pho sách đồ sộ nhất trong văn học cổ Trung Quốc đó là bộ sách Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung Đây là bộ sách mà mình mua được tại uh, Hiệu sách Bảo tàng Hồ Chí Minh trong dịp đi thăm Lăng Bác đầu năm Bộ sách Tam Quốc Diễn Nghĩa tác giả La Quán Trung dịch giả Phan Kế Bính, Hiệu Đính, Bùi Kỷ nhà xuất bản văn học. Bộ sách có tất cả 13 tập. Một số lời về Tam Quốc Diễn Nghĩa là pho tiểu thuyết lịch sử ưu tú của nền văn học cổ Trung Quốc, tái hiện một thời kỳ hỗn loạn trong khoảng 100 năm, dựng nên những nhân vật điển hình của thời đại. Bản dịch này của cụ cử Phan Kế Bính đã được cụ phó bảng Bùi Kỷ hiệu đính lại bằng cách đem đối chiếu với nguyên bản Trung Quốc mới nhất do Nhân dân Văn học xã Bắc Kinh xuất bản năm 1958. Cuốn sách in kèm một bản địa đồ thời Tam quốc để độc giả biết được phạm vi hoạt động của các nhân vật trong truyện. Bộ sách giữ nguyên hình thức văn bản và cấu trúc 13 tập của ấn bản năm 1959, năm 1960 do nhà xuất bản phổ thông ấn hành. Bây giờ chúng ta sẽ đập hộp cuốn Tam quốc diễn nghĩa. Wow. đúng là bộ sách đồ sợ wow. rất nhiều lớp bảo vệ các bạn Và vào dịp đầu năm khi mà mình đi thăm Lăng Bác thì mình có vào hiệu sách ở bên cạnh nhà ở bên cạnh bảo tàng Hồ Chí Minh và mình đã mua hai cuốn sách đó là cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa này và cuốn Những người khốn khổ của tác giả Victor Hugo. Mình sẽ đọc lần lượt cho các bạn nhé. Wow. Đây là 13 tập sách. 13 tập của bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bên cạnh đó thì còn có một bản đồ thời Tam Quốc à, để hình dung phạm vi hoạt động của các nhân vật trong bản đồ này. Mình sẽ sâu nó trong quá trình đọc sách. Lời giới thiệu Tam Quốc diễn nghĩa là một pho tiểu thuyết lịch sử ưu tú của nền văn học cổ Trung Quốc. Trong suốt 120 hồi, ngoài bút của nhà văn La Quán Trung đã làm sống lại cả một thời kỳ hỗn loạn khoảng 100 năm trong lịch sử Trung Quốc vua quan ngu muội tàn bạo, nhân dân cực khổ trăm bề. Tác giả đã nói lên lòng tha thiết của nhân dân, mong muốn được sống trong một cuộc đời hạnh phúc, thanh bình, thống nhất. Đồng thời đã dựng nên được những nhân vật lịch sử điển hình của thời đại như Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Đồng Trác, Tôn Quyền, Chu Du, vân vân. Lời văn Tam Quốc giản dị sáng sủa, những cảnh tuyết ở ngoại Long Cương, nước Đàn Khê, lửa ở Xích Bích, khói ở hoa dung đều được vẽ thành những bức tranh tuyệt diệu. truyện Tam Quốc được nhân dân vô cùng ưa thích. Những vở kịch tuồng trèo cổ soạn theo truyện Tam Quốc được diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Từ xưa ở Trung Quốc đã có những người chuyên sống bằng nghề kể chuyện Tam Quốc. Ở nước ta trước đây, Tam Quốc diễn nghĩa đã được dịch ra nhiều bản, nhưng có bản của cụ cử Phan Kê Bính được hoan nghênh hơn cả. Tiếc rằng bản dịch này dựa theo nguyên bản Tam Quốc diễn nghĩa cũ, trong đó có những điểm không được chính xác. Vì vậy, in bản lần này, nhà xuất bản phổ thông đã mời cụ phó bảng Bùi Kỳ hiệu đính lại bằng cách đem đối chiếu với bộ Tam Quốc diễn nghĩa mới nhất của Nhân dân văn học xã, xuất bản năm 1958. Câu nào dườm già thì gọt lại, chỗ nào sai thì sửa đi cho đúng với nguyên bản. Về giá trị của bộ Tam Quốc, qua các thời đại đều có rất nhiều nhận xét. Chúng tôi có gửi thư sang Hội nhà văn Trung Quốc đề nghị cung cấp những tài liệu phê bình đánh giá bộ tiểu thuyết lịch sử giá trị này. Hội nhà văn Trung Quốc đã gửi cho bài lời nói đầu của Bộ Biên tập Nhà xuất bản Nhân dân Văn học Trung Quốc viết cho Bộ Tam Quốc sắp tái bản trong năm 1959. Chúng tôi rất cảm động trước sự nhiệt tình của các đồng chí bạn. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ các đồng chí, đồng thời xin dịch nguyên văn bài lời nói đầu đó để giới thiệu với các bạn đọc Việt Nam. Đây là một lời phê bình giới thiệu văn học rất công phu, rất quý báu. Nội dung gồm có những phần giới thiệu tác giả, phần tóm tắt chia đoạn và chủ yếu là phần nhận xét, phân tích, đánh giá truyện Tam Quốc và các nhân vật chính như Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vũ, Gia Cát Lượng vân vân, giúp cho bạn đọc có thể thưởng thức được những cái hay trong bộ Tam Quốc một cách đầy đủ và sâu sắc hơn. Tháng 6 năm 1959, nhà xuất bản phổ thông Tóm lược tác phẩm và phân tích ý nghĩa Tiểu thuyết lịch sử Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung Phần 1 về tác giả tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa Nguyên tên là Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa là một bộ tiểu thuyết cổ điển dài được nhân dân ưa thích và lưu truyền rộng rãi như chuyện Thủy Hử lại là bộ tiểu thuyết lịch sử thông tục đầu tiên của Trung Quốc, tác giả La Quán Trung là quán trung tên là bản tên chữ là quán trung có biệt hiệu hồ hải tản nhân có thể là người thái nguyên còn có những thuyết nói ông là người lưu lăng tiền đường đông nguyên vân vân ông sinh vào cuối đời nguyên mất vào đầu đời minh ước chừng vào khoảng năm 1330 đến năm 1400 giữa thời thống trị của nguyên thuận đế thoát hoan thiếp mộc nhĩ và minh thái tổ chu nguyên trương ông rất có tài văn chương rất giỏi về từ khúc Câu đố viết cả các loại kịch nhưng nổi tiếng nhất là về tiểu thuyết. Về tiểu thuyết, ngoài Tam Quốc gia, Tương Truyền có tất cả hơn 10 bộ, như nay ta đã biết còn có Tùy Đường Chí, Tàn Đường Ngũ Đại Sử diễn nghĩa, Tam Toại Bình Yêu truyện, vân vân. Hiện nay những bản còn lưu truyền đã bị người đời sau sửa đổi viết lại, không còn là nguyên bản của ông nữa. Lại có truyền thuyết rằng La Quán Trung cũng là một người tham gia soạn và chỉnh biên lại chuyện thủy hử bạn của ông nói tính tình ông ít hòa hợp với mọi người vì thời thế nhiễu nhương nhiều biến cố nên ông đi lang bạt các nơi về sau không biết đời ông kết cục ra sao những truyền thuyết về sau này còn nhắc tới việc ông tham gia hoạt động trong cuộc khởi nghĩa của nông dân từng có quan hệ với trương sĩ thành là một trong những người có trí mưu đồ sự nghiệp bá vương tiếc rằng tình hình tường tận thế nào nay không thể biết rõ được Tam Quốc diễn nghĩa, tuy về phương diện biên soạn chủ yếu là công lao của La Quán Trung, nhưng thực ra bộ tiểu thuyết này trước sau trải qua một quá trình tập thể sáng tác lâu dài của rất nhiều người. Trước La Quán Trung, từ lâu chuyện Tam Quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian. Nói một cách khác, nhân dân quần chúng đã sớm sáng tạo ra những nhân vật điển hình và chuyện lịch sử Tam Quốc. Đời nhà đường có một nhà thơ, trong khi viết thơ tả về chuyện đùa giỡn của trẻ em đã ghi hoặc dễu trương phi đen, hoặc cười đặng ngài nói lắp. Trong đó không phải đã ẩn hiện hình tượng của một trương phi lỗ mãng đó sao? Có thể chứng minh rằng, ở thời đó có một số nhân vật và sự tích trong chuyện Tam Quốc đã rất phổ biến tới mức độ mọi nhà đều biết. Đàn bà trẻ con đều hay. Thời Bắc Tống có một nhà văn cũng ghi lại rằng, ở thôn quê, lúc trẻ con quấy, nghịch, người nhà thường cho tiền chúng đi tụ họp với nhau lại, ngồi nghe kể chuyện Tam Quốc đồng thời vì đời tống nền kinh tế thương phẩm thành thị từ trước chưa bao giờ phát đạt như vậy yêu cầu về sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân thành thị ngày càng tăng lên nên chuyện tam quốc lại càng thịnh hành cứ xem trong các môn loại chuyện kể ở những đô thị lớn thời bây giờ đã có riêng một mục kể chuyện tam quốc thì có thể biết rằng tam quốc cũng là một mục được quần chúng đô thị ưa thích nhất thời kỳ nam tống theo lời ghi của nhà thơ tào công đại chiến trận xích bích là điển tích trang trí của đèn kéo quân trong dịp Tết Nguyên Tiêu, Tết rằm tháng riêng. Đến triều Nguyên đã có bản in toàn tướng Tam Quốc Chí bình thoại, nửa tranh nửa chữ. Đây là dấu vết của chuyện kể bằng miệng dần dần được ghi chép lại bằng chữ. Bản viết được hình thành cũng chứng tỏ rằng chuyện Tam Quốc đã rất được lưu hành và phát triển. Ngoài ra, đời Nguyên là thời kỳ kịch hát rất thịnh. Cứ xem những tiết mục không được đầy đủ của người đời Nguyên còn giữ lại đến nay, chuyện tam quốc cũng như thủy hử đều được các nhà viết kịch lịch sử thường lấy làm đề tài trong khi dân gian truyền miệng các nghệ nhân kể chuyện các nhà văn học nghệ thuật viết kịch diễn kịch đều không ngừng sáng tạo làm cho những tình tiết câu chuyện và hình tượng nhân vật phong phú thêm cuối đời nguyên đầu đời minh nhà tiểu thuyết la quán trung đã viết bộ tam quốc chí thông tục diễn nghĩa chính là đã dựa trên cơ sở sáng tác tập thể rất hùng hậu đó của nhân dân quần chúng Dĩ nhiên, trong khi viết, ông có tham khảo những bản ghi chép của các nhà viết sử và các nhà văn khác, nhưng quan trọng hơn là phần thể nghiệm cuộc sống phong phú của bản thân ông và tài năng văn học kiệt xuất của ông. Một trong những bản tam quốc diễn nghĩa ra đời sớm nhất hiện nay còn lưu giữ được là bản in năm giáp dần niên hiệu Hoàng trị Đời Minh 1494, năm nhâm ngọ gia tĩnh 1522, gồm có 24 cuốn, 240 tiết. Từ đó về sau, đến đời minh nhiều bản Tam Quốc, nội dung đều không có gì khác nhau lắm, đã lưu hành gần 300 năm. Đầu đời Thanh, hai cha con Mao Luân, Mao Tôn Cương, người Tràng Châu tỉnh Giang Tô lại bắt đầu tu đính chuyển Tam Quốc. Công việc tu đính này hoàn thành vào khoảng năm Khang Hy thứ 18, tức năm 1679, hoặc sớm hơn một chút. Họ chỉ gia công thêm bớt, nhuận sắc những chi tiết nhỏ và thêm vào đó những lời bàn, dồn 240 tiết thành 120 hồi, lại đặt cho bộ Tam Quốc cái tên là cuốn sách đệ nhất tài tử. Từ đó, bản của Mao Tôn Cương thay bản của La Quán Trung tiếp tục được lưu truyền rộng rãi. Chuyện Tam Quốc của La Quán Trung so với bản truyện kể của đời nguyên, đại khái có mấy đặc điểm như sau. Thứ nhất, tước bớt một số phần mê tín nhân quả báo ứng và những tình tiết quá ư hoang đường thứ hai viết thêm làm nội dung cuốn truyện phong phú lên rất nhiều tô vẽ tính cách và hình tượng nhân vật cho sâu sắc đậm nét hơn thứ ba nâng cao ngôn ngữ đến mức nghệ thuật tăng cường thêm sức hấp dẫn của nghệ thuật thứ tư làm nổi bật lên một cách rõ ràng và mãnh liệt nhân dân tính và xu hướng tính văn học là yêu lưu bị ghét tào tháo hướng về thục chống lại ngụy trong toàn cuốn sách nói tóm lại la quán trung đã đem những phần phong phú trong chuyện tam quốc mà nhân dân quần chúng và những nghệ nhân kể chuyện đã sáng tác ra nâng cao lên thành một tác phẩm văn học lớn lao nổi tiếng còn bản của mao tôn cương chẳng qua có thêm bớt ít câu ít chữ sửa chữa một số chi tiết nhỏ trong chuyện sắp xếp lại các hồi mục câu đối sửa chữa lại câu lời trùng hoặc những chỗ chưa thỏa đáng trong bản cũ mao tôn cương đã tước bỏ rất nhiều những chương tấu những bài bình luận tán rộng trong phần chú thích thay đổi một số câu thơ lẫn lộn văn kể với văn vần, vân vân, làm cho chuyện càng hoàn chỉnh, văn vẻ, trong sáng, gọt rũa, trên mức độ nào đó cũng đã làm tiện lợi cho mọi quần chúng độc giả. Vì vậy, công việc tu đính đó có thể nói là có ích đối với bản cũ. Do đó, bản của Mao Tôn Cương có thể thay thế được bản cũ thịnh hành trong 300 năm và cũng vì thế ngày nay chỉnh lý in lại bộ Tam Quốc. Nhà xuất bản đã dựa vào bản của Mao Tôn Cương. Phần 2. Bối cảnh tác phẩm tóm lược nội dung Trong lịch sử, việc chính thức dựng nước của ba nước Ngụy Thục, Ngô bắt đầu từ năm 220 công lịch. Tào Phi phế hiến đế Lưu Hiệp, nhà Đông Hán, lên ngôi vua đổi tên nước là Ngụy. Năm 221, Lưu Bị lên ngôi ở Thục, lấy tên nước là Thục Hán. Năm 222, Tôn Quyền cũng đổi niên hiệu là Hoàng Vũ, bắt đầu chống Ngụy Đến năm 229, xưng đế ở Giang Đông, Ngô Đại Đế lấy tên nước là Ngô. Năm 263 công lịch, Ngụy diệt Thục Hán trước. Năm 265, Tư Mã Viêm phế Ngụy Trần, Lưu Vương Tào Hoán, tự xưng là nhà Tấn. Năm 280, Tấn lại diệt Ngô. Đến đó, Tam Quốc đều bị Tấn tiêu diệt, trở lại thống nhất. Cho nên toàn bộ lịch trình của Tam Quốc phải là lịch trình 60 năm, từ năm 220 đến năm 280. Chẳng qua từ năm 212, Tôn Quyền sang đóng đô ở Kiến Nghiệp, năm sau Tào Tháo tự xưng ngụy Công, lại đến năm sau Lưu Bị vào thành đô kể từ khi lĩnh chức mục ở Ích Châu. Cái thế chân vạc của Tam Quốc thực tế đã hình thành. Dĩ nhiên, muốn tìm rõ căn nguyên cội rễ của Tam Quốc thì phải tìm ngược trở lên, phải nói từ cuộc khởi nghĩa lớn của quân khăn vàng cuối đời Hán. Vì ba tập đoàn quân Việt, Ngụy, Thục, Hán đã hoài thai và trưởng thành trong suốt quá trình giai cấp thống trị phong kiến chân áp quân khởi nghĩa. Quân khăn vàng khởi sự năm 184 công lịch, năm đầu niên hiệu trung bình đời Đông Hán Linh Đế. Vì vậy, người ta quan niệm thời gian lịch sử Tam Quốc kể từ năm 184 đến năm 280, gần suốt cả thời gian một thế kỷ. Bộ truyện của chúng ta hoàn toàn đúng như vậy. Viết thẳng một mạch từ khởi nghĩa khăn vàng đến tư mã viêm thống nhất toàn quốc. Cứ nhìn vào lịch sử đó là thời đại rất hỗn loạn, nhân dân chịu nhiều tai nạn nặng nề. Cuối đời Đông Hán đến thời kỳ hoàn đế lưu trí, linh đế lưu hoàng, tình hình đen tối thối nát đến cực điểm, Nhà vua cầm đầu công khai bán quan tước Tước tam công giá 10 triệu tiền Ngoại tộc, hoạn quan, tham lam tàn ngược Bạc ác trăm bề, đánh lộn lẫn nhau Thành ra những quan kẻ cướp Ví dụ như Người ngoại tộc lương ký trong nhà có tới 3 tỷ tiền Hoạn quan hầu lãm Cướp của người khác hơn 100 khoảnh ruộng Hơn 380 ngôi nhà Họ hàng thân thích của chúng giải rác khắp các châu quận Chuyên môn vơ vét Hút máu mù của nhân dân đại địa chủ quan liêu thời ấy càng sẵn có thế lực hùng hậu bọn tay chân đồ đệ kết thành những tập đoàn ra sức thôn tính đất đai bóc lột nông dân thảm khốc thường biến thành những bọn quân phiệt võ trang trực tiếp chém giết nhân dân vì chính trị thối nát như vậy đê điều không sửa chữa xảy ra lũ lụt to hạn hán lớn hết năm này qua năm khác thường thường có đến mấy chục vạn nhà đói khát lầm than thậm chí có nhà chết đến 4 năm người có nhà chết hết thời kỳ chính trị thối nát ấy cũng là thời kỳ mâu thuẫn giai cấp sâu sắc nhất của xã hội phong kiến đông hán kết cục nông dân do trương dốc lãnh đạo đã nổi lên chống cử với một quy mô rất lớn các nơi hưởng ứng dầm dầm tổng số quân khởi nghĩa lên rất nhanh tới mấy chục vạn người thành thế lửng lẫy xưa nay chưa từng có vì điều kiện lịch sử hạn chế vì những cuộc đàn áp đẫm máu của giai cấp địa chủ và tập đoàn thống trị nên quân khởi nghĩa khăn vàng anh dũng và những nghĩa quân nổi dậy sau đó đều liên tiếp bị thất bại Nhân dân bị chém giết gần 20 vạn, nhưng chính quyền của nước Đông Hán cũng bị lung lay suy yếu nhiều. Cuối cùng đi đến sụp đổ. Giai đoạn đầu là tình thế trung ương tập quyền bị tan vỡ, thế lực địa phương được hình thành, cũng chính là bắt đầu tình thế bọn quân phiệt đánh lẫn nhau, mỗi kẻ xưng hùng xưng bá chiếm cứ một phương. Trước tiên là quân phiệt Lương Châu Đồng Trác, lợi dụng mâu thuẫn của các bộ tộc phía Tây và mâu thuẫn nội bộ của giai cấp thống trị, tổ chức gia quân hỗn hợp, Khương, Hồ, Hán do những tên trùm thổ hào người Khương, Hồ và những tên địa chủ người Hán cầm đầu cực kỳ tàn nhẫn, quen thói phá hoại, chuyên nghề cướp bóc chém giết, đã giết hại dân Tây Khương và nghĩa quân Khăn Vàng. Đến năm 189 công lịch, cuộc đấu tranh giữa người ngoại tộc Hà Tiến và hoạn quan Kiển Thạc tạo cơ hội cho Đồng Trác tiến vào kinh thành Lạc Dương. Đồng Trác vào Lạc Dương bèn phế thiêu đế Lưu Biện, lập hiến đế Lưu Hiệp, cướp lấy quyền lớn, mưu đồ khống chế các thế lực khác và tiếp tục các hành vi cướp bóc chém giết của hắn vì vậy đã gây nên lòng căm thù tột độ trong nhân dân bọn quan liêu địa chủ quân việt vì lợi ích của bản thân cũng nhao nhao nổi dậy chống lại hắn rồi đến năm 190, công lịch mười mấy đạo quân địa phương hợp lại thành quân quan đông do viên thiệu cầm đầu tiến đánh đồng trác từ đó chính thức bắt đầu cuộc giao tranh giữa bọn quân việt từ năm 190 đến 196, cuộc đại hỗn loạn do Đồng Trác và bọn dư đảng Tây Sai, Lý Nho, Quách Phiếm gây ra mới kết thúc. Nhưng việc cướp bóc, vơ vét, chém giết, phá hoại cực kỳ hung ác của chúng làm cho vùng đất đai rộng lớn giữa hai đô thành Lạc Dương và Tràng An hoàn toàn thành nơi vắng vẻ tiêu điều, gạch ngói tan tành, trong thành không có dấu chân người. Ngay các quan từ thượng thư trở xuống có khi bị chết đói trong bốn bức tường. Đồng trác thì tích chữ được đủ lương cho quân sĩ ăn trong 30 năm. Mấy chục vạn cân vàng bạc và vô số đồ vật quý giá, biến sưng máu của nhân dân thành cái vốn cho hắn. Khi tiến có thể tấn công được, khi lùi có thể giữ được. Hắn lại phá hoại chế độ tiền cũ, hủy khí cụ bằng đồng đúc tiền nhỏ cho hàng hóa lưu thông bành trướng. Giá 10 đấu gạo lên tới mấy chục vạn tiền. Rất dễ hiểu nhân dân khổ cực biết chừng nào. Đồng thời những di sản văn hóa quý báu đã được sáng tạo và tích lũy từ lâu đời trong quá trình quân Quan Đông đánh dẹp Đồng Trác, rất nhiều tập đoàn địa chủ phong kiến nhân cơ hội này tăng cường thế lực của mình, mỗi kẻ hùng cứ một phương. Lớn mạnh nhất có Viên Thiệu, Viên Thuật và Tào Tháo. Viên Thiệu là nhân vật đại biểu cho đại địa chủ đại quan liêu thời đó, bốn đời làm đến chức tam công, đồ đẻ tay chân khắp thiên hạ. Viên Thiệu chiếm cứ Ký Châu, lại thôn tính Ba Châu Thanh, tính U. Viên Thuật thì phát triển từ Nam Dương đến vùng Hoài Nam sự tàn bạo xa xỉ của chúng và những chiến dịch hết năm này qua năm khác cũng gây cho quần chúng bao nhiêu nỗi thống khổ. Quân sĩ thậm chí phải ăn ốc và quả dâu mà sống. Năm 200, Viên Thiệu quyết chiến ở quan độ với Tào Tháo. Tuy thế lực Tào Tháo còn yếu, nhưng Viên Thiệu đã bị đánh bại. Trong khoảng 10 năm từ năm 197 đến năm 207, có thể nói lực lượng chủ yếu của Tào Tháo là dùng vào việc tiêu diệt thế lực anh em cha con họ Viên cuối cùng thống nhất được phương Bắc, chấm dứt được các thế lực chiếm cứ thối nát của bọn quan liêu địa chủ thời đó, chuyển vào một tình thế mới, tức là thế chân vạc, sâu xé lẫn nhau giữa ba tập đoàn quân Việt, Tào, Lưu, Tôn, địa vị xã hội còn thấp mới nổi lên. Năm 207, Tào Tháo đánh tan ô hoàn ở phương Bắc, tiêu diệt thế lực còn rớt lại của viên thiệu, đồng thời Lưu Bị gặp ra cát lượng ở Long Trung. Năm sau, Tào Tháo ỷ vào thực lực dần già lớn mạnh của mình, cầm đầu hơn 10 vạn đại quân, Nam Tiến đánh Lưu Biểu ở Kinh Châu, nuốt trường binh lực của Kinh Châu, định vượt qua sông Trường Giang đánh đổ Tôn Quyền, thực hiện cái chí lớn thống nhất Nam Bắc. Kết quả, lực lượng của Tôn Quyền Lưu Bị liên hiệp lại, đốt hết chiến thuyền, quân của Tào Tháo thua to. Đó là trận xích bích nổi tiếng trong lịch sử. Trận này phá vỡ tan tành kế hoạch thống nhất toàn quốc của Tào Tháo, ổn định địa vị của tôn quyền ở Giang Nam, đồng thời cũng làm cho Lưu Bị có khả năng từ Kinh Châu tiến vào Ích Châu. Từ chỗ lâu nay vẫn đi nương nhờ người khác, đến chỗ có một thế lực độc lập rất lớn. Trận xích bích thực là then chốt cho sự hình thành của thế chia ba chân vạc. Sau trận xích bích, Tào Tháo lui về Trung Nguyên mở đồn điền, luyện quân lính, chuẩn bị một cuộc chiến tranh sau từ năm 211 đầu tiên chuẩn bị tấn công Trương Lỗ ở Hán Trung, đến năm 214-215 lần lượt đánh bại Mã Siêu Hàn Toại, hàng phục Trương Lỗ lấy được Hán Trung. Nhưng đến năm 219, Hán Trung rút cục lại về tay Lưu Bị, đánh nhau trong 8-9 năm chỉ lấy được có vùng quan lũng. Năm 220, Tào Tháo ốm chết, Tào Phi phế Hán lập nước ngụy nhưng từ đầu chi cuối không có đủ lực lượng để thống nhất nổi toàn quốc. Sau trận thắng Xích Bích năm 209, Lưu Bị lĩnh chức mục ở Kinh Châu. Năm 214 chiếm Thành Đô. Năm 219 tự xưng vua Hán Trung. Năm 221 lên ngôi Hoàng đế lập nên Thục Hán. Sau khi lấy được Hán Trung, quan vũ từ Giang Lăng Bắc tiến đánh Phản Thành. Kinh tương nhân dân khởi nghĩa dần dần chống lại Tào Ngụy hưởng ứng quan vũ. Tào Tháo đang túng đường ứng phó. Nếu bây giờ tôn quyền thừa cơ liên hiệp với Thục đánh ngụy cục diện lịch sử có thể đổi khác. Nhưng quân ngô không những không ra tay giúp đỡ, lại đánh thọc vào hậu phương thục cướp Giang Lăng, giết chết quan vũ. Hành động nghiêm trọng ấy không những cứu vãn được tình thế bất lợi cho Tào Ngụy mà còn làm cho mâu thuẫn giữa Ngô Thục càng sâu sắc hơn. Năm 222, để trả thù cho Quan Vũ và việc mất Kinh Châu, Lưu Bị cử đại binh đi đánh Ngô vì sai lầm trên chiến thuật và chiến lược, bị thua to thảm hại trong trận Hào Đình hơn 40 dinh, mấy trăm giảm, vô số đồ quân dụng mất hết trắng tay trong phút chốc. Lưu Bị chạy về Vĩnh An, năm sau ốm chết ở đấy. Con là Lưu Thiện nối ngôi do Thừa tướng Gia Cát Lượng phụ chính, hồi phục lại được chính sách liên hiệp ngô thục chống ngụy. Thua trận hào đình, thục hán tổn thất nặng nề, uy thế lớn của Lưu Bị sụt hẳn đi, mâu thuẫn nội bộ giai cấp thống trị đã đến mức bộc lộ ra ngoài thậm chí nổi dậy làm phản, đặc biệt là tù trưởng các quận Ích Châu, Việt Tuấn, Tường Khi, lực lượng dợ nam rất mạnh. Trước tình thế khó khăn đó, Gia Cát Lượng chỉ có dùng cách vỗ về mà không đánh, chuyên môn nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để cho nội bộ được yên. Đến năm 224, lòng người ổn định dần, chuẩn bị đã xong, bèn khởi binh đánh dợ nam. Về sau, 7 lần bắt, 7 lần tha, làm cho mạnh hoạch hàng phục, đạt được mục đích chính trị, dùng dợ, trị dợ, thông qua bọn cường hào địa phương mà thống trị được các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam. Từ năm 227 trở đi, để chống lại nước ngụy lớn mạnh, mưu đồ sự sống còn, Gia Cát Lượng lại bắt đầu chiến dịch Bắc Phạt, dùng thế công để làm thế thủ. Trước sau tất cả 6 lần, 5 lần chủ động tấn công, một lần bị động phải phòng thủ. Đó là 6 lần ra Kỳ Sơn mà mọi người thường biết. Thực ra chỉ có 3 lần đi qua Kỳ Sơn. Lực lượng bản thân của thổ khán lúc đó chưa được hoàn toàn khôi phục, nhưng Gia Cát Lượng thấy rõ, nếu không chủ động để Ngụy đánh tất Lâm vào thế bí, bèn miễn cưỡng gắng sức tiến hành công cuộc Bắc phạt vô cùng gian khổ. Lần cuối cùng năm 234, Gia Tả Cốc chiếm đất Võ Công, định kế hoạch đóng lâu dài ở Vĩ Nam nhưng bị ốm chết trong doanh trại Ngũ Trưởng Nguyên. Gia Cát Lượng chết, về mặt quan văn trước sau do Tưởng Uyển, Phí Vĩ tiếp tục chủ chính, đại tướng do Khương Duy cầm đầu tưởng phí đều không chủ trương miễn cưỡng đánh ngụy khương duy thì cố sức chủ trương bắc phạt từ năm 249 đến năm 262 ra quân cả thầy 8 lần vì vậy sức dân mệt mỏi lòng người chán ghét chiến tranh bắc phạt lần thứ sáu ở đoạn cốc bị đặng ngải đánh thua quân lính chết và bị thương rất nhiều Phía Tây Cam Túc không quy phục Thục Hán nữa, người Ích Châu cũng nhao nhao phản đối chiến tranh, lại thêm hậu chủ lưu thiện ngu muội hoạn quan hoàng hảo chuyên quyền, chính trị cực kỳ thối nát như vậy làm cho tào ngụy thành ra có khả năng diệt thục mùa xuân năm 262 từ mã chiêu phái 18 vạn quân do đặng ngải ra cát tự trung hội ba đường cùng tiến đại binh đánh thục khương duy bị bức lui về giữ kiếm Các. đầu mùa đông đặng ngải vượt ải âm bình tiến binh vào vùng hiểm trở núi non hoang vu phía đông tùng phan 700 dặm đột nhiên hạ được giang du hậu phương của kiếm Các, giết ra cát chiêm ở miên trúc vào thẳng thành đâu. Lưu Thiện bây giờ nghe theo ý kiến của phế đầu hàng của Tiêu Chu, đón hàng đạng ngải và ra lệnh cho Khương Duy đầu hàng Trung Hội, Thục Hán diệt vong từ đó. Năm 265, Tư Mã Chiêu ốm chết, con là Tư Mã Viêm bức tào hoán nhường ngôi cho mình, xưng là vua nhà Tấn, nhà Ngụy diệt vong từ đó. Về mặt Đông Ngô, từ sau khi Tôn Quyền chết, nội bộ cứ lục đục mãi không yên. Gia Cát Khác đem 20 vạn quân đánh ngụy thất bại trở về, bị Tôn Tuấn giết chết. Sau khi Tôn Tuấn chết, em là Tôn Lâm, chuyên quyền phế Tôn Lượng lập Tôn Hưu. Tôn Hưu Tôn Hảo tiếp tục làm vua nước Ngô, vốn hay gây sự cướp bóc chém giết, nền chính trị bóc lột tàn khốc của Đông Ngô, lúc ấy càng ngày càng bạo ngược thối nát, nhân dân khởi nghĩa chống lại ầm ầm. Năm 279, Tư Mã Viêm đưa 20 vạn quân chia làm 6 đường đánh Ngô, hầu như không gặp phải sức chống đỡ mạnh mẽ nào năm sau liền đánh đến kiến nghiệp, tôn hạo đón hàng. Nước ngô cũng mất nốt, thiên hạ chia ba đến bấy giờ toàn bộ do nhà tấn thống nhất. Chỉ căn cứ vào phần tóm tắt rất sơ lược trên đây, chúng ta dễ nhận thấy ngay lịch trình lịch sử của thời kỳ này dối xen biết chừng nào. Bộ truyện chính là viết đúng vào lịch trình lịch sử với một thời gian dài răng rạc và tình thế phức tạp như đã kể trên. Đối chiếu với sự thực lịch sử trên đây, cuốn sách lớn gồm 120 hồi, đại khái nội dung chia ra như sau. Hồi 1 và hồi 2 là màu đầu cho cả cuốn sách, dựa vào nền chính trị thối nát của nhà Hán và cuộc khởi nghĩa khăn vàng mà dẫn tới việc lên sân khấu đấu tranh của các tay anh hùng. Từ hồi 3 đến hồi 14, viết về quân lính và dư đảng của Đồng Trác vào Lạc Dương cho đến lúc bị tiêu diệt. Hồi 14 đến hồi 33, viết về tình hình các mặt trong giai đoạn Tào Tháo đánh họ viêm, thống nhất phương Bắc hồi 34 đến hồi 40 viết về tình tiết Lưu Bị sang Kinh Châu gặp Gia Cát Lượng. Từ hồi 41 đến hồi 50, cuốn sách toàn ra sức viết về Tào Tháo xuống miền Nam và cảnh tượng hùng tráng của trận đại chiến Xích Bích. Hồi 51 đến hồi 57, chủ yếu viết về sự diễn biến và phát triển của mối quan hệ phức tạp tinh tế giữa hai bên Lưu Bị và Tôn Quyền. Tuy liên kết mà vẫn mâu thuẫn với nhau. Từ hồi 57 trở xuống thẳng một mạch đến hồi 74, viết Tào Tháo tiến quân đánh Lê Hán Trung, Lưu Bị chiếm Ích Châu cướp Hán Trung. Từ hồi 75 đến hồi 85, viết thành một đoạn trong đó tình tiết chủ yếu là Quan Vũ bị giết chết. Ngô Thục giao tranh, Lưu Bị ốm chết, kèm thêm chuyện dựng nước của Ngụy Thục. Từ hồi 75 đến hồi 104, toàn bộ viết về sự tích đánh Nam dẹp Bắc 7 lần bắt 6 lần ra của Gia Cát Lượng, một mạch cho tới khi cúc cung tận tụy ốm chết trong hàng quân. Từ đấy trở xuống đến hồi 115, viết về cuộc bắc phạt của Khương Duy. Ba hồi sau, hồi 116 viết về quân của Tấn đánh Thục cho đến khi Thục diệt vong. Hai hồi cuối cùng lấy chuyện quân Tấn diệt ngô ba nước thống nhất làm đoạn kết thúc cho toàn bộ cuốn sách. Độc giả đại khái cứ theo những đoạn chia như vậy mà đọc, có thể thấy đầu đuôi mạch lạc rõ ràng hơn. Nhưng phải nói rõ ràng rằng, cuốn truyện không phải dàn ra theo đường thẳng cứng nhắc, mỗi đoạn chỉ chuyên viết về một chuyện. Ví như từ hồi 14 đến hồi 33, hầu như là giai đoạn tiêu diệt họ Viên thống nhất phương Bắc, nhưng trong đó còn viết rất nhiều tình tiết lý thú như Lã Bố bắn kích ở cửa Viên môn, Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt mắt, Tào Tháo đi săn ở Hứa Điền. Tào Tháo và Lưu Bị cùng nhau uống rượu thanh mai, nễ hành đánh trống mắng Tào Tháo, Quan Vũ treo ấn gói vàng, quan năm cửa quan, chém sáu tướng, Quan Vũ Trương Phi gặp nhau ở cổ thành, vân vân. Qua những tình tiết đó đạt được mấy mục đích như sau: mô tả sự tiến triển của lịch sử, làm nổi bật tính cách của nhân vật và diễn tả thái độ yêu ghét, những phần khác cũng thế. Ngày trước có nhà bình luận nói, bộ Tam Quốc kể chuyện trăm năm bao quát được muôn việc quả là không ngoa. Phần 3. Giá trị tác phẩm Giữa tác phẩm văn học và ghi chép lịch sử, giữa tiểu thuyết và sử, đặc biệt là giữa loại tiểu thuyết lịch sử có tính chất sáng tác tập thể của nhân dân quần chúng như Tam Quốc Chí thông tục diễn nghĩa với loại sách gọi là chính sử do các sĩ phu phong kiến biên soạn, giữa hai thứ đó bản chất khác nhau. Quên mất điểm khác nhau đó sẽ dẫn tới những cách nhìn sai lầm lệch lạc nhưng dù là tiểu thuyết lịch sử đúng với nghĩa cái tên của nó nó khác với những tiểu thuyết nói chung tính chất đặc biệt và mối quan hệ mật thiết giữa nó với sự tích lịch sử lại thật là rất rõ ràng vì vậy hiểu rõ và đánh giá một tác phẩm văn học nổi tiếng như tam quốc là việc không đơn giản chúng ta đọc bộ tiểu thuyết này phải nhìn thấy phải nghĩ tới rất nhiều vấn đề đây chỉ nói qua về mấy mặt quan trọng Thời đại phong kiến, kẻ thống trị muốn củng cố địa vị của mình, chủ yếu thường dùng đến chính sách ngu dân vô cùng thâm độc. Chính sách ngu dân tuy biểu hiện ra bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng tóm lại là không để cho quảng đại nhân dân có dịp được tiếp thu bất cứ những sự hiểu biết đúng đắn nào. Nhân dân dễ áp bức nghẹt thở, bị giai cấp thống trị miệt thị, coi họ sinh ra ở đời là để làm những người nô lệ ngu dốt. Nhưng nhân dân mong muốn được hiểu biết, phân biệt được phải trái, quan tâm đến vận mệnh của mình. Vì vậy, nhân dân rất yêu chuộng lịch sử của mình. Muốn biết những đoạn đường xa xăm mà Tổ quốc đã trải qua, nhưng làm thế nào để biết được? Đọc 17 sử, 21 sử chăng? Tuyệt nhiên là không thể được. Dù có thể được thì chính sử, quan thư có phải là viết cho nhân dân xem đâu. Ở đây, nhà văn của nhân dân như La Quán Trung đã viết ra một bộ diễn nghĩa lịch sử một cách đại chúng làm cho người đọc ai ai cũng hiểu được. Công việc đó có ý nghĩa trọng yếu đến nhường nào tác dụng và ảnh hưởng của nó lớn lao biết chừng nào. Điều đó có thể thấy được rất dễ dàng. Sau khi Tam Quốc ra đời, những tiểu thuyết lịch sử bắt chước cuốn đó cũng đua nhau ra như gió dậy mây đồn. Về sau cả 24 sử đều có bản thông tục diễn nghĩa. Trong những loại kịch hát xưa kia, có lẽ tiết mục Tam Quốc chiếm nhiều nhất. Từ đó, nhân dân ngoài việc được thưởng thức cái đẹp của văn học nghệ thuật, lại còn biết thêm một cách khái quát lịch sử. Như vậy, sự hiểu biết của nhân dân được phong phú hơn. Trí tuệ của nhân dân được nâng cao hơn và cũng khuyến khích bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cao quý của nhân dân. Cũng do đó, nhân dân rút ra được bài học về tinh thần đoàn kết phấn đấu, biết thêm về chiến thuật chiến lược, nâng cao được sức mạnh và ý chí cách mạng. Ví dụ như, tiểu thuyết hết sức chú trọng miêu tả nghĩa khí giữa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, một tứ nghĩa khí ân oán phân minh, tin cẩn trung thành với nhau, đoàn kết như một, như anh em ruột thịt, vui buồn sướng khổ có nhau, đến chết không thay lòng đổi dạ trong xã hội phong kiến cái nghĩa đó khác với cái nhân nghĩa của bọn thống trị đặc biệt dùng để lừa bịp người ta cái nghĩa đó là đạo đức phẩm chất của nhân dân của nhân dân bị áp bức nhân dân dựa vào nghĩa khi đó để quan tâm giúp đỡ lẫn nhau dựa vào nghĩa khi đó để kêu gọi đoàn kết xông thẳng tới mục tiêu chống ách áp bức để tự giải phóng mình vì vậy người dân thường khác họ Kết nghĩa làm anh em với nhau và những tổ chức bí mật có tính chất cách mạng đều lấy kết nghĩa vườn đào làm khuôn mẫu những trận đánh của lý tự thành trương hiến trung hồng tú toàn trong cuộc chiến tranh khởi nghĩa cách mạng của nông dân ở cả hai đời minh và thanh đều học tập vận dụng cách đánh nhau trong tam quốc diễn nghĩa và đã thu được nhiều thành tích do đó có thể thấy được cái ý nghĩa phổ cập vĩ đại của bộ tam quốc diễn nghĩa ảnh hưởng xã hội sâu xa và rộng lớn ấy của chuyện tam quốc đủ chứng tỏ nhân dân tính của cuốn truyện nhưng dù Tam Quốc diễn nghĩa đã cống hiến rất lớn lao trên ý nghĩa phổ cập, dù văn không uẩn xúc quá, lời nói không quê mùa quá, việc chép theo sự thực cũng gần như sự, nghĩa là muốn cho người đọc, ai ai cũng hiểu được, cũng như ý nghĩa trong kinh thi, gọi là ca giao thôn quê. Dù Tam Quốc diễn nghĩa hơn hẳn chính sử là bản không thông cảm với quần chúng, bài tựa của bản Hoàng Trị. Chúng ta không thể coi đó là một bộ sử Tam Quốc cải biên hoặc là tài liệu giáo khoa trình bày lịch sử cùng một loại với những cuốn truyện kể tóm tắt sử Tam Quốc, thuộc về loại sách khoa học xã hội. Sở dĩ chuyện Tam Quốc khác với chính sử Trần Thọ, Tam Quốc là ở chỗ căn bản nó thông suốt lòng yêu ghét của nhân dân, diễn đạt được tình cảm và nguyện vọng của nhân dân. Thời Bắc Tống đã có người ghi lại một đoạn bút ký nói rằng, những trẻ em trong ngõ xóm lúc xúm lại ngồi nghe kể chuyện Tam Quốc, thấy nói đến Lưu Bị thua thì trao mày, có em khóc, thấy nói Tào Tháo thua thì khoái chí vui thích. Như thế đủ thấy từ lâu nhân dân đã có lý do cho nhận xét của mình là ủng hộ Lưu Bị và chán ghét Tào Tháo. Nhận xét đó mọi người đều nhất trí, vững vàng không lay chuyển. Cho đến nay vẫn thế, không có gì thay đổi lắm. Tam quốc diễn nghĩa phản ảnh nhận xét đó của nhân dân một cách tập trung nhất, cụ thể nhất. Trong lịch sử, Tào Tháo đã triệt để đả kích vào thế lực thối nát của bọn đại địa chủ đại quan liêu đời ấy, thống nhất được phương Bắc trong hoàn cảnh trải qua nhiều năm bị phá hoại tàn khốc, ra khỏi cửa không trông thấy gì, xương trắng đầy đồng. Tào Tháo đã thực hành một số chính sách cải lương, bàn tính chế độ ruộng đất, hồi phục sản xuất nông nghiệp, giảm nhẹ phần đóng góp của nông dân, đả kích bọn cường hào, kiềm chế sự chiếm đoạt, chú ý lựa chọn quan lại ở các địa phương, giảm bớt đau khổ cho nhân dân. Nên nói, đó là có lợi phần nào cho đời sống của nhân dân và sản xuất của xã hội. Điều đó cũng chứng tỏ nguyên nhân vì sao thế lực của Tào Tháo có thể lớn mạnh dần rồi trở thành thế lực hùng hậu nhất trong ba nước. Đứng trên điểm này mà nói thì Tào Tháo đã có phần tác dụng tiến bộ nhất định trong lịch sử, có chỗ đáng được khẳng định. Nhưng cái lực lượng võ trang mới nổi dậy của đại địa chủ Tào Tháo đặc biệt là lúc mới khởi binh, có tính chất phá hoại rất ghê gớm ngay từ lúc đầu. Khi chấn áp quân Hắc Sơn, quân Khăn Vàng đã trở thành một tay tàn sát nông dân không biết ghê tay. Về sau khi đánh Tử Châu, tính chất cực kỳ tàn khốc lại càng biểu lộ rõ, giết chết đến mấy chục vạn gái trai ở tứ thủy làm cho nước không chảy. Các huyện Thủ Lự, Huy Lăng, Hạ Khâu đều bị làm cỏ, chó gà cũng hết. Ngoài đường không còn người đi. Từ năm 194 công lịch đánh đến các quận Lang Gia, Đông Hải làm cỏ phàn thành. Đến năm 200 chiếm lĩnh các châu duyện từ dự tư nhiều lần hỗn chiến giết rất nhiều người. Nhân dân từ châu căm thù đến tận xương tủy trong quân quan đông thế lực võ trang của bọn đại địa chủ, quân Tào Tháo là tàn nhẫn, hung ác hơn cả. Đã để lại trong nhân dân thời đó ấn tượng căm thủ vô cùng sâu sắc. Chính vì vậy, năm 208, khi Tào Tháo tấn công Kinh Châu, mấy chục vạn nhân dân Kinh Châu, Đổ đạc có đến hàng nghìn cỗ xe, thả rời bỏ quê hương theo Lưu Bị chạy về Nam. Lưu Bị có thể mặc cho quân Tào Tháo đuổi theo sau, vẫn cùng đi với nhân dân, không nỡ rời bỏ, mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dặm đường. Khi viết đến đây, La Quán Trung đặc biệt khen đấy là điểm tốt nhất của Lưu Bị, theo bản Hoàng Trị. Trận xích bích, thế của Tào vốn mạnh nhưng sở dĩ thất bại là vì lòng quân, lòng dân Kinh Châu đều hướng cả về Lưu Bị chống lại Tào Tháo. Đó là nguyên nhân then chốt. Khi quan vũ đánh phản trương, nhiều nơi phía nam hứa xương khởi binh chống lại Tào Tháo, hưởng ứng quan vũ không phải là không có quan hệ với nguyên nhân trên sau đó tào tháo cưỡng bức nhân dân hán trung di chuyển đi xa nhân dân rất oán hận đến khi lưu bị ra cát lượng lấy được hán trung nhân dân so sánh đôi bên và cuối cùng lòng vẫn nhớ mãi thục hán lại kể đến mặt tứ xuyên quân đông châu của lưu trương vốn rất hung ác nhân dân oán giận từ lâu sau khi lưu bị vào đất thục trên một mức độ nào đó chiếu cố đến lợi ích của nhân dân trong sự so sánh nhân dân đối với lưu bị cũng tương đối có ấn tượng tốt hơn đặc biệt là Gia Cát Lượng, cai trị Thục Hán có thể vỗ về chăm họ, đặt rõ khuôn phép ngăn ngừa sự nhũng lạm của quan lại theo đúng quyền hạn và chế độ mờ lòng thành, ban bố sự công bằng. Đối với quan lại, không dung thứ kẻ gian, người người đều phấn khởi, trên đường không nhặt của rơi, người khỏe không lấn người yếu, làm việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng được khen thưởng, làm điều ác dù nhỏ đến đâu cũng bị chê trách, mọi việc tinh luyện, việc gì cũng xét đến tận gốc, thực sự cầu thị gian dối không thèm đếm xỉa, khiến cho nhân dân trong nước nể sợ, mến yêu. Tuy luật lệ chính trị của Gia Cát Lượng rất nghiêm khắc, nhưng vì dùng lòng công bằng mà khuyên ngăn rõ ràng, làm cho mọi người vui lòng phục tùng không oán thán. Gia Cát Lượng chuyên chú về nghề nông, mở mang thủy lợi. Khi mở đồn điền ở Vị Nam, kỷ luật rất nghiêm minh, nhân dân sống yên ổn, quân lính không lấy tơ hào của dân làm của riêng. Vì vậy, sau khi ra Cát Lượng chết, trăm họ tế ở trong ngõ, các dân tộc thiểu số phía đông và phía tây tế ở ngoài đồng. Nhân dân Hai Châu lương ích nhớ mãi không quên. Tất cả những điều đó đều chứng minh rằng trong ba nước, tập đoàn Lưu Bị tương đối có thể thấy được nỗi khổ của nhân dân và tương đối có quan hệ tốt với nhân dân. Những người hát và kể chuyện Tam Quốc thường nhắc tới Tào Tháo được thiên thời, tôn quyền được địa lợi, còn Lưu Bị chẳng có gì cả, chỉ được cái nhân hòa. Thật rõ ràng, nhân hòa nghĩa là Liêu Bị có cơ sở nhân dân tương đối sâu rộng. Điều đó có nguyên nhân lịch sử. Nhân dân ủng hộ Liêu Bị không phải chỉ vì lý do Liêu Bị là dòng dõi nhà Hán đáng được lên ngôi để tiếp tục nền thống trị của nhà Hán. Chiều nhà Tấn tuy đã thống nhất được toàn quốc làm cho tình thế trên năm xẻ bảy từ lâu có những chuyển biến tốt, nhưng nền thống nhất đó xây dựng trên chế độ chiếm ruộng, chế độ cửu phẩm trung chính, tức là hết sức tăng cường bảo vệ đặc quyền chính trị và kinh tế cho những nhà hào tộc. Như thế, căn bản trái với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, sự thống nhất đó không những không vững chắc mà tiếp ngay sau đó gây ra loạn bát vương và ngũ hồ loạn hoa. Một thời kỳ đại hỗn loạn, dài dằng dặc đem lại cho nhân dân không biết bao nhiêu tai nạn khổ cực. Do cha ông kể lại, nhân dân đối chiếu so sánh càng tưởng nhớ tới Thục Hán. Trong điều kiện lịch sử đặc biệt đó, nhân dân lấy phía Lưu Bị làm chính quyền lý tưởng ở trước mắt và ở trong lòng mình. Cho rằng dưới chính quyền thống nhất ấy sẽ được sống một cuộc đời dễ chịu hơn. Vì vậy, đối với sự thành bại của Thục Hán, nhân dân có tư tưởng tình cảm rất mật thiết và mến tiếc. Một bộ Tam Quốc diễn nghĩa viết rất nhiều chuyện đánh nhau, nhưng phương hướng chung của bộ truyện là phản ảnh lối nhận xét và nguyện vọng, tư tưởng và tình cảm kể trên. Có thể nói rằng tất cả sức mạnh nghệ thuật của La Quán Trung cốt để hoàn thành cái nhiệm vụ phản ảnh đó, nên đã viết ra bộ tiểu thuyết lịch sử hợp với ý chí của nhân dân. Đấy là tư tưởng tính và nhân dân tính trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa khác hẳn với những sách viết về khoa học xã hội. Nhiệm vụ của nó không phải là trình bày, bình luận hoặc phân tích một cách khách quan trên một số vấn đề lý trí, mà là dùng nghệ thuật sáng tạo để làm cảm động người đọc, trực tiếp đánh vào tình cảm người đọc. Có người nói, sự thực thì Tào Tháo không đến nỗi xấu như thế, Lưu Bị ra cát lượng cũng không được tốt đến thế. Trong chuyện, chê và khen đều quá mức. Nói thế là không đúng là chủ trương cốt rửa oan cho Tào Tháo phải nói rằng nghiên cứu lịch sử đánh giá nhân vật lịch sử tào tháo một cách tốt hơn nữa là việc cần thiết nhưng nếu dựa vào đó mà trách cuốn truyện là xuyên tạc tào tháo thì chưa chắc đã thỏa đáng tại sao vậy vì trong tiểu thuyết viết tào tháo không phải là tạo ra nhân vật lịch sử tào tháo nguyên hình như cũ mà làm mượn nhân vật lịch sử để sáng tạo ra hình tượng nhân vật và tính cách điển hình rất phong phú phức tạp nói một cách khác trong chuyện viết tào tháo không phải chỉ là viết tào tháo thực trong lịch sử mà là viết ra rất nhiều tào tháo trong lịch sử những nhân vật khác trong chuyện cũng nên hiểu như thế có thể thấy rằng trong tam quốc không phải là không phản ánh và miêu tả một cách trực tiếp những nỗi khổ của nhân dân sự hung tàn thối nát của bọn thống trị như mở đầu đã viết hoàn linh đế triều hán tàn bạo quân khăn vàng rất được lòng dân quan quân tan chạy như cò lướt theo chiều gió hoạn quan ngoại tộc gian ác lộng quyền đặc biệt đối với những hành vi dã man tàn khốc của quân lính đồng trác đã có những dòng chữ tố cáo vạch trần rất mạnh mẽ những điều đó nếu không được nêu ra và có sự khẳng định thì không đúng nhưng nếu cho rằng những điều đó là quan trọng nhất có giá trị nhất trong cuốn tiểu thuyết thì tức là đã không phân biệt rõ được trọng tâm sức mạnh nghệ thuật của bộ tam quốc và phương hướng căn bản của nội dung tác phẩm văn học này như thế, có thể quay ra đòi hỏi nó phải trực tiếp tố cáo vạch trần xã hội cũ nhiều hơn nữa, rồi thấy rằng sự đòi hỏi đó không được thỏa mãn thì chê trách cuốn tiểu thuyết. Sự thực, trọng tâm của cuốn tiểu thuyết không phải là ở đó. Sức mạnh chủ yếu của nó là ở chỗ, sáng tạo ra hình tượng nhân vật tính cách điển hình. Để vạch rõ thói hung tàn nham hiểm giả dối của bọn thống trị phong kiến, làm cho nhân dân càng thấy rõ, càng nhận thức được một cách cụ thể và cam ghét chúng tức là đem tất cả những hình tượng tàn ác, bản chất xấu xa bị ổi của chúng tập trung lại, khái quát lên, sáng tạo ra cái nhân vật phản diện Tào Tháo. Tiểu thuyết đã sáng tạo ra thành công nhân vật Tào Tháo, rất chân thực và phức tạp, hết sức đả kích hắn, thoả mạ hắn. Phản ảnh như vậy so với cách trực tiếp bộc lộ càng sâu sắc hơn, so với cách trực tiếp tố cáo, tư tưởng tính càng mạnh mẽ hơn. Đó là một sự thống nhất hoàn chỉnh giữa tư tưởng tính và nghệ thuật tính rất cao. Lưu Bị từng nói, những lời như sau Nay khác với ta như nước với lửa là tào tháo Tháo cấp ta khoan, tháo bảo ta nhân, tháo dối ta thật Như vậy không những đã nêu rõ tính cách hung dữ tàn nhẫn trá ngụy của Tào Tháo mà còn chứng tỏ rằng Lưu Bị Tào Tháo sở dĩ đối lập và so sánh với nhau là có lý do, có căn cứ vào sự việc lịch sử. Nhưng chỉ dưới ngòi bút của nhà văn La Quán Trung dùng lối khoa trương, tập trung khái quát thì sự đối lập và so sánh đó mới được biểu hiện một cách huy hoàng trên nghệ thuật. Trong tiểu thuyết dù là trong việc lớn hoặc trong những chi tiết nhỏ, chỗ nào Tào Tháo cũng biểu hiện cái tính cách thà ta phụ người chớ để người phụ ta. Liêu Bị thì chỗ nào cũng biểu hiện cái tác phong thà chết không làm điều phụ nghĩa, tạo thành sự đối chiếu thật rõ rệt mạnh mẽ. Cái tên Tào Tháo xưa nay trong xã hội đã là cái tên gán cho những kẻ gian hùng xấu xa và là cái biểu hiện của tất cả những con người tàn ác. Như vậy đủ chứng tỏ rằng chuyện Tam Quốc đã thành công về mặt khái quát nhân vật điển hình. Dĩ nhiên, ngoài nhân vật phản diện, Tam Quốc cũng đã sáng tạo được rất nhiều nhân vật chính diện, đáng yêu, đáng kính như Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Chu Du, Hoàng Cái, Thái Sử Từ, cho đến những người như Hứa Chử, Điển Vi, Thương Liêu, vân vân anh dũng hoặc chân thực mưu trí hoặc trung thành Họ đều đại biểu cho tính cách và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân Họ đều làm cho độc giả như đã nghe thấy tận tai tiếng họ nói Trông thấy tận mắt con người họ Đấy là những hình tượng rất sống Cũng như ưu điểm của các nhân vật phản diện Khuyết điểm của họ cũng đồng thời được phản ảnh tô vẽ Như tính ngang tàng làm theo ý mình của Quan Vũ Tính lỗ mãng nóng nảy của Trương Phi Bụng dạ hẹp hòi ghen tị của Chu Du người nào vừa đúng với người ấy, giống như trong cuộc sống, tính cách của con người ta phức tạp muôn vẻ thế nào, thì họ cũng được miêu tả ra phức tạp muôn vẻ như thế. Một trong những đặc điểm quan trọng của tiểu thuyết dài cổ điển Trung Quốc là thường vẽ ra rất nhiều nhân vật trong bức tranh lớn. Tam quốc cũng không ngoài cái lệ ấy. đặt tên Tam quốc diễn nghĩa là để chống đối với chính sử. Đầu bản Hoàng trị đề Tấn Bình Dương hầu Trần Thọ sử chuyện hậu học La Quán Trung biên thư Lỗ Tấn Tiên sinh cũng nói gồm đầu đuôi việc 97 năm, đều chép cả lời chú thích của Trần Thọ và Bùi Tùng, thỉnh thoảng chép cả lời bình thoại, lại suy diễn thêm và viết ra. Xem thế có thể thấy rằng tiểu thuyết Tam Quốc của La Quán Trung một mặt căn cứ vào một số lớn tài liệu của sử cũ, một mặt thu nhặt những lời bình thoại rồi suy diễn ra, trong đó kết hợp rất khéo léo và phong phú sự sáng tạo nghệ thuật của bản thân tác giả và của quần chúng. Vì thế mới phát sinh vấn đề bảy thực ba hư. Các sĩ phu thời phong kiến thường chỉ trích điểm đó của Tam Quốc, nói là có nhiều chỗ vô căn cứ, hoang đường, vì vậy làm cho độc giả hiểu sai đi và cùng làm sai cả chính sử. Trương Học Thành, đời nhà Thanh nói: Tiểu thuyết Tam Quốc 7 phần thực, 3 phần bịa đặt ra, làm cho người xem cứ hiểu sai lạc đi. Nhận định này là đại biểu cho loại ý kiến trên. 3 phần bịa đặt ra là những cái gì? Cứ xem những ví dụ do Trương Học Thành và những người khác nêu ra Như kết nghĩa vườn đào, quan vũ hiển thánh ở Ngọc Toàn Quan vũ đốt đuốc ngồi suốt đêm trước cửa buồng Hai Cam Mi Phu Nhân, đường hoa dung quan vũ chặn tào tháo Bàng sĩ Nguyên chết ở Lạc Phượng Pha Chu Du uất hận nói Đã sinh Du sao còn sinh lượng Gia Cát Lượng tế ở sông Lư nạn bột làm đầu người Cho rằng tất cả những điểm đó đều là vô căn cứ Vì không thấy có trong chính sử như vậy, cứ lấy đó mà suy thì ta có thể biết rằng tất cả những việc khái quát và tô vẽ tính cách nhân vật, những tình tiết phong phú đầy đủ dĩ nhiên đều không thấy có trong chính sử, cho nên đều bị chê là bịa đặt ra. Đây cũng chính là điểm chứng minh rất rõ ràng sự khác nhau giữa tác phẩm văn học và bản ghi chép lịch sử. Trong cổ đại Trung Quốc, nhiều nhà chép sử tài giỏi ghi chép lại chuyện các nhân vật đều thêm phần khái quát nghệ thuật. Trong nền văn hiến thế giới cũng có nhiều bộ vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa có ý nghĩa văn học nhưng mục đích cuối cùng của những bộ sách đó không phải là sáng tạo hình tượng mà chỉ cốt ghi chép sự tích chuyện tam quốc đã sáng tạo ra hình tượng của nhiều nhân vật lời nói tư tưởng hành động của họ đều sống trên trang giấy trong một cuốn sử không thể nào đạt được sự thành công về mặt điển hình hóa nghệ thuật các nhân vật chính diện và phản diện và làm được như thế cũng chính là ở chỗ không phải câu nào chữ nào cũng thấy có trong chính sử về mặt tinh tế và phong phú của tình tiết, ví dụ như Liêu Bị đến Long Trung tìm Khổng Minh, trong chính sử chỉ ghi chép có 5 chữ lớn, đến 3 lần mới gặp. Nhưng trong chuyện thì 3 lần đến Nhà Tranh, Tam Cố Thảo Lư lại là một hồi dài đến 5-6.000 chữ bằng lời đẹp văn hay. Ba lần đến cố nhiên đều khác nhau. Mỗi lần đến tìm ra cát lượng đều có những sự biến đổi rất ly kỳ ra ngoài sự tưởng tượng của người khác. Trong những tình tiết quanh co ngoắt ngoéo, biến hóa, giàu hí kịch tính, chỗ nào cũng tỏ rõ lòng chân thành, khát mộ của Lưu Bị, tính khí cương trực lỗ mãng của Trương Phi, tư cách thận trọng, phục tùng của Quan Vũ. Và người đọc cũng tưởng như chính mình đã đến tận nơi, trông thấy tận mắt cảnh vật ở Lâm Trung và lối sống của những người ẩn giật. Tất cả những cái đó so với mấy chữ, đến ba lần mới gặp trong chính sử khác vời vợi biết bao. Lại như hồi Quan Vũ từ biệt Tào Tháo, Tam Quốc chỉ chép có ba câu Trả hết lại những thứ Tháo đã cho Gửi thư cáo từ Về với tiên chủ ở trong quân họ viên Nhưng trong chuyện Ngoài việc treo ấn gói vàng trả lại Lại còn cảnh Tào Tháo đuổi theo tặng áo vàng Lại có cả chuyện Quan năm cửa quan chém sáu tướng Như vậy mô tả việc ra đi của quan vũ Vô cùng xuất sắc Nói rõ sự đến và đi của quan vũ Rất minh bạch không hám danh lợi, không sờn trước gian nguy và tính cách đại nghĩa đặc biệt của quan vũ, một lòng đi tìm anh, kiên quyết trở về hàng ngũ của mình. Việc chém sái dương vốn không can hệ gì với quan vũ, nhưng tiểu thuyết lại gán cái công lao vũ dũng đó cho quan vũ, lại còn dàn ra cái cảnh gặp nhau ở cổ thành. Trương Phi nghi ngờ quan vũ, đóng cửa không cho vào, khiến quan vũ phải dằn lòng chém bãnh tướng sái dương đang đuổi theo mình để tỏ rõ lòng thành thục với Trương Phi như vậy bằng phương pháp đối chiếu tác giả đã nêu bật lên được tính cách của quan vũ cương quyết đối với kẻ thù mềm dẻo nhẫn nại đối với anh em đồng thời cũng tả được lòng trung thực của trương phi và tình nghĩa anh em của họ tất cả những cái đó nếu tìm sử mà đối chiếu dĩ nhiên đều không thấy có trong chính sử như vậy cũng có nghĩa là bịa đặt ra nếu hiểu bịa đặt theo nghĩa ấy tức là sáng tạo khái quát phong phú chân thực của nghệ thuật Sở dĩ Tam Quốc diễn nghĩa được quảng đại nhân dân ưa thích từ lâu, ngoài những nguyên nhân khác không kể, chính cũng là vì nó không phải chỉ là bảy phần thực mà thôi. Ông Cao Nho đời minh phê bình Tam Quốc diễn nghĩa có một đoạn như sau. Dựa vào chính sử thu nhặt các chuyện chứng thực bằng lời văn, thấu suốt sự ưa thích của quần chúng, không quê cạch, không hoàn toàn bịa đặt, dễ xem dễ hiểu, không phải lời văn cổ của nhà viết sử, không phải giọng khôi hài của người mù kể chuyện, chép chuyện trăm năm, bao quát muôn việc. Ngày xưa đối với cuốn tiểu thuyết này đây là lời phê bình tương đối công bằng, đứng đắn và chu đáo. Cao Nho nói, dễ xem dễ hiểu để vạch ra rằng chuyện Tam Quốc rất được phổ cập trong nhân dân. Nói thông suốt sự ưa thích của quần chúng để diễn tả lòng yêu ghét và nguyện vọng của quần chúng. Tức là đã nhận thấy cái ý nghĩa trọng yếu của Tam Quốc là rất có tư tưởng tính và nhân dân tính. Còn như nói, kể chuyện trăm năm bao quát muôn việc cũng có thể làm cho chúng ta nghĩ tới trong một thời gian dài 100 năm với bao nhiêu tài liệu của môn việc phức tạp, phải lựa chọn thế nào, nêu lên bỏ đi thế nào, gia công thế nào, thêm thắt thế nào, viết sao cho đâu ra đấy, không bằng phẳng cũng không dườm già. Tuyệt nhiên không phải là điều đơn giản, dễ dàng, càng không phải vì đã có chỗ dựa sẵn mà trở thành đơn giản, dễ dàng. Trái lại, đấy chính là sự nghiệp phi thường của La Quán Trung. Nhiều cảnh hùng vĩ, phức tạp, ông đều thu xếp rất chót lọt, thỏa đáng, viết rất hay, rất sinh động. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu sau đây có nhà văn nào viết tiểu thuyết lịch sử mới của chúng ta thì cũng phải học tập tham khảo cái ưu điểm đó của La Quán Trung. Phần 4. Hạn chế của tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa có những khuyết điểm tương đối nghiêm trọng. Lỗ Tấn Tiên Sinh đã từng vạch ra, tà người cũng có chỗ hớ, muốn tỏ rõ Lưu Bị là người có nhân đức mà hình như giả dối, muốn hình dung ra Cát Lượng là người nhiều mưu trí mà gần như yêu quái. Lời phê bình này rất chính xác. Giả dối tức là nói tấm lòng tử tế rộng rãi của Lưu Bị, yêu dân yêu lính, có lúc tỏ ra không được trí tình, không tự nhiên, hình như làm ở ngoài mặt, không phải tự đáy lòng. Trong đó có thể có nhiều dụng ý và mưu định gì chăng? Có câu tục ngữ, Lưu Bị quảng con, quảng á đầu trước triệu vân, mua chuộc lòng người. Câu đó chứng minh rất rõ ràng và cụ thể cái cảm giác đó của mọi người thực ra mà nói nhân vật lưu bị không làm cho ta thật ưa thích vừa lòng không hấp dẫn ta bằng những nhân vật như gia cát lượng quan vũ trương phi triệu tử long mặc dù trong tiểu thuyết chỗ nào cũng viết cái tốt của lưu bị nhưng nhân vật này vẫn mờ nhạt yếu đuối không chân thực có lẽ trong hiện thực lịch sử không có kẻ thống trị phong kiến nào tốt như vậy cả cho nên khi quần chúng và la quán trung muốn sáng tạo một nhân vật lý tưởng như lưu bị đã thiếu cơ sở chân thực trong cuộc sống hiện thực nên không có cách nào làm cho hình tượng nhân vật không tưởng ấy được chân thật và có sức mạnh nghệ thuật đồng thời cũng phải nhắc tới một nhận định đã dẫn đến một cực đoan khác là cho rằng la quán trung cố ý viết cái giả dối của lưu bị chỗ nào cũng viết lưu bị ngoài mặt thì tử tế nhưng trong bụng lắm mưu trước như vậy là ra ngoài phạm vi của tác phẩm văn học cái lối đa nghi ức đoán đó không đúng là quán trung có dùng ý viết ngoát ngoéo bí ẩn như thế không có lẽ là chưa chắc như vậy chứng tỏ rằng đối với lưu bị tác giả chưa hoàn toàn thành công trong việc sáng tạo nhân vật điển hình chính diện còn như yêu quái có nghĩa là nhiều phép thuật quá cái có thể giáo dục độc giả của nhân vật ra cát lượng là tinh thần vĩ đại của ông không khuất phục trước vận mệnh cúc cung tận tụy suốt đời công hiến cho sự nghiệp ngoài những cái đó ra chủ yếu là ông xem xét mọi sự việc rất tài tình phân tích rất khoa học nên phán đoán rất chính xác đối với thiên thời địa lợi tính cách tâm lý ưu điểm nhược điểm của từng người cũng như đối với chiến thuật chiến lược đối với địch với ta đấy là trí tuệ của ông đồng thời cũng có nghĩa là sáng tạo ra một nhân vật điển hình cho trí tuệ của quần chúng và cũng là cái nguyên nhân làm cho ông thành công trong một số trường hợp và được mọi người kính mến nhưng trong tiểu thuyết lại gán thêm cho ông một số phép thuật một cách không thỏa đáng hình như thời đó ông không phải là nhà chính trị và quân sự có thể suy nghĩ một cách khoa học mà thành ra một thầy phù thủy có thể rắc đậu thành lính gọi gió hú mưa như vậy làm cho hình tượng nhân vật này kém chân thực toàn vẹn lai lịch của khuyết điểm này là do chuyện tam quốc trong quá trình chuyển từ truyền miệng quần chúng tới dưới ngòi bút của la quán trung còn rơi rớt lại những dấu vết đó vì tam quốc của quần chúng đã từng viết đến lưu quan trương giặc cỏ ở núi thái hành trong tiểu thuyết tam quốc gia cát lượng cũng được tô vẽ như ngô dụng trong thủy hử thuộc vào loại quân sư của những anh hùng quê mùa trốn rừng xanh trong lịch sử những cuộc khởi nghĩa của nông dân thường có liên quan đến những phép thuật phương sĩ đều chứng tỏ rằng hiện tượng đó sở dĩ có trong tiểu thuyết cũng không phải là một sự ngẫu nhiên nhưng khuyết điểm lớn trong tiểu thuyết của la quán trung và ma tôn cương khi sửa đổi viết lại không phải là ở chỗ đã giữ lại một số dấu vết sáng tác của quần chúng trái lại, trong khi sửa đổi viết lại, họ đã vứt bỏ mất cái hơi văn, cái tính chất sáng tác của quần chúng, kéo cuốn tiểu thuyết tới gần ngôn ngữ, quan điểm và nhiều mặt khác của các sách lịch sử do các sĩ phu thời phong kiến soạn ra. Bản Tam Quốc in đời Minh rất tiêu biểu cho lối viết theo gương. Theo gương là loại sách noi gương lịch sử do giai cấp phong kiến viết ra theo lập trường quan điểm của giai cấp đó. Ta có thể thấy rằng đã gọi là theo gương thì không thể chỉ dựa vào những sự tích trong đó để viết cho đầy đủ hoặc sửa chữa tình tiết câu chuyện mà đồng thời phải tiếp thu một số lập trường quan điểm phản động trong đó. Trong truyện Tam Quốc nổi rõ hẳn vấn đề chính thống, là kẻ thống trị phong kiến muốn củng cố địa vị của mình, lừa bịp nhân dân nói rằng chính quyền thống trị của họ là đặc quyền do trời định, vì vậy không ai được chống lại. Thiên hạ của ông A chỉ có con cháu nhà ông A mới có thể tiếp tục thống trị. Ông B là không được. Cứ tra truyền con nối. Như vậy liên tiếp thành hệ thống chính trị hợp pháp. Mọi người đều phải ủng hộ chính quyền chính thống, phản đối chính quyền không chính thống. Chỉ có như vậy mà thôi. Thuyết này dĩ nhiên là sai trái. Chuyện Tam Quốc trên cơ sở viết về nhân vật Thục Hán rất chính xác, thì đồng thời lại rất sai lầm trong việc định dùng tư tưởng chính thống làm riêng một cái trụ cột để ủng hộ Thục Hán trong cuốn tiểu thuyết các ý thức phong kiến lộ ra trở thành những cặn bã mà ngày nay chúng ta cần phải phân tích phê phán. Chúng ta cũng cần phải phân tích phê phán bản thân tư tưởng chính thống. Nhưng những tư tưởng chính thống trong tam quốc diễn nghĩa dính liền với rất nhiều sự vật, ý nghĩa nội dung cũng rất phức tạp, không thể xem xét một cách cô lập, phiến diện và giản đơn được. Trong những lời bình thoại đời nguyên, xưa đã có câu, ông ấy vốn là con nhà dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương đủ thấy rằng lúc đó nhân dân sáng tác tập thể chuyện tam quốc một mặt viết kết nghĩa vườn đào giết chết quan của triều đình làm giặc cỏ ở thái hành sơn khiến cho người ta nghĩ ngay đến cái phong vị anh hùng tụ nghĩa ở lương sơn bạc một mặt khác lại nêu gương tư tưởng chính thống phong kiến dòng dõi trung sơn tĩnh vương điều này không những chứng tỏ rằng thời đại lịch sử đã hạn chế cuốn tiểu thuyết mà còn lộ rõ ràng cuốn tiểu thuyết trong khi diễn biến phong phú và tích lũy lâu dài có nhiều người trong các giai cấp khác nhau đã thêm vào chuyện nhiều tư tưởng ý thức rất phức tạp vì lập trường giai cấp và thế giới quan phong kiến của la quán trung việc theo gương của ông dĩ nhiên là một mặt tước sạch hết những phong vị và tình tiết của giặc cỏ tụ nghĩa một mặt khác thần thánh hóa lưu bị ra cát lượng như vậy tất nhiên làm tăng thêm tư tưởng chính thống nhưng la quán trung sinh đời nguyên quan niệm chính thống của người đời nguyên là trực tiếp nối tiếp người nam tống thời nam tống đúng như sử đời thanh ghi chép đã vạch rõ từ tống cao tông trở về sau triệu cấu cứ ở yên bên trái giang nam cũng giống như thục hán còn đất ngụy trung nguyên đều thuộc về nhà kim cho nên nhà nho nam tống ầm ầm nổi dậy tôn thục làm đế lấy thục làm chính thống điều đó rất đúng trong thời đại hèn yếu mâu thuẫn dân tộc cực kỳ sâu sắc nam tống bị người kim là ngoại tộc xâm lấn tôn thục làm đế thực tế là một biểu hiện gián tiếp của ý thức dân tộc và tư tưởng yêu nước thông qua các danh thần danh tướng của thục hán như gia cát lượng quan vũ cũng biểu hiện đòi hỏi và phê phán của nhân dân đối với nhân tài danh tướng thời đó Đến đời nguyên, khi ngoại tộc diệt mắt Nam Tống, thống trị được toàn quốc, tư tưởng tôn thục làm đế không những không yếu đi mà còn mạnh mẽ hơn lên. Đời Nam Tống và đời nguyên chính là giai đoạn then chốt quan trọng nhất cho sự phát triển diễn biến của cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, rất dễ hiểu, tư tưởng chính thống đến dưới ngòi bút của La Quán Trung được phát triển và nhấn mạnh là điều tất nhiên. Hơn nữa, không phải là tuyệt nhiên không có ý nghĩa và giá trị gì. Nhưng bản thân tư tưởng chính thống là phản động phục vụ cho giai cấp thống trị, căn bản phản lại lợi ích của nhân dân. Trong điều kiện lịch sử đặc biệt, mâu thuẫn dân tộc sâu sắc vượt qua mâu thuẫn giai cấp, tạm thời tư tưởng chính thống có thể biểu hiện một cách gián tiếp nguyện vọng yêu nước của nhân dân, như trong thời đại Tống Nguyên. Nhưng khi điều kiện lịch sử đặc biệt đó thay đổi, tư tưởng chính thống lập tức quay lại chuyên phục vụ giai cấp thống trị. Điều đó rất rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Chứng minh tốt nhất là hai đời Minh Thanh đã lợi dụng Tam Quốc để thống trị nhân dân. Nhân vật thục hán trong truyện được nhân dân kính trọng nhất là Quan Vũ, được đưa ra để dọa nạt nhân dân. Thời kỳ Nam Tống, Quan Vũ bắt đầu được phong làm vương, dù đấy là ý định của giai cấp thống trị, nhưng cũng có liên quan đến việc giữ nước và lòng yêu nước. Đến hai đời Minh Thanh, Quan Vũ lại được tôn lên làm đại đế Thánh Quân, hết sức thần thánh hóa, mục đích là để giữ nước, gìn dân, bảo vệ bình an, ủng hộ đức chính nhà vua. Nói trắng ra là quan vũ đã trở thành một vị thần thánh hết sức giúp nhà vua thống trị, uy hiếp, chấn áp sự phản kháng của nhân dân. Rồi quan vũ luôn luôn là thần, đứng hàng đầu chấn áp cách mạng dân tộc như đời nhà Thanh. Và những cuộc phản kháng của giai cấp như đời nhà Minh. Dùng cái bộ mặt đỏ dâu dài hung dữ hiện thánh để bảo vệ thành trì, chiến thắng nghĩa quân. Trong những bản ghi chép và tiểu thuyết đời Minh viết những chuyện này rất nhiều. Thời đó, nhiều người bị những lời bày đặt hoang đường đó lừa bịp, trở thành lực lượng phản động làm trở ngại cách mạng. Âm mưu của kẻ thống trị, phong kiến dĩ nhiên bị ổi nực cười. Chúng có thể lợi dụng được quan vũ vì quan vũ có cơ sở nhân dân sâu rộng. Nhưng càng quan trọng hơn là ở chỗ bản thân chuyện Tam Quốc có những nhân tố tư tưởng chính thống, ý thức phong kiến. Vì bản chất nhân tố đó chứa chất đầy dẫy những tư tưởng phản động. Thậm chí có thể phủ định cả nhân dân tính và tư tưởng tính trong cuốn tiểu thuyết. Vì vậy rất có hại chúng ta cần nhận thức rõ. có liên quan với điểm này là trong cuốn tiểu thuyết đã đồng ý với kẻ thống trị che cuộc khởi nghĩa của khăn vàng là giặc cướp bôi xấu họ là cướp bóc lương dân. khuyết điểm này dù chỉ là thứ yếu trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết nhưng cũng cần phải vạch ra. bản Tam Quốc của La Quán Trung tuy đã tước bỏ nhiều phần mê tín trước kia nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều. như người nào xuất quân bất lợi có điểm gió thổi gãy cán cờ, người nào sắp chết có nhiều triệu chứng xấu báo trước cho đến cả những chuyện làm phép tế sao, vân vân. Đấy cũng là những cản bã, là một độc giả thời nay chúng ta phải vứt bỏ những điểm đó đi. Còn một cách viết văn lãng mạn như mượn việc dùng phép thuật làm nhục tào tháo của tả tử, cốt hạ lòng cam ghét của nhân dân đối với kẻ thống trị tàn bạo thì ta không nên lẫn lộn với ý thức mê tín mà phải phân biệt, hiểu rõ ý nghĩa và bản chất khác nhau của từng loại một kết quả khác trong việc theo gương của la quán trung là kéo ngôn ngữ quần chúng tới gần ngôn ngữ của các sĩ phu trong khi chọn dùng những tài liệu lịch sử tuy ông có thay đổi vận dụng biến hóa nhưng rốt cuộc còn nhiều mùi vị văn ngôn thậm chí có hiện tượng ép uổng gò gẫm làm cho người đọc cũng gặp nhiều khó khăn và sự trực tiếp thưởng thức lĩnh hội của nhân dân cũng bị hạn chế đấy cũng là một khuyết điểm của chuyện tam quốc nói chung cả bộ tam quốc trước sau cũng là bộ tiểu thuyết lịch sử kiệt xuất của trung quốc Tuy có một số khuyết điểm, nhưng là vì tác giả bị thời đại lịch sử hạn chế, ta không thể đứng trên những yêu cầu hiện nay mà đòi hỏi tác giả. Sách được in lần này có chỉnh lý lại rất nhiều. Các nhà chỉnh lý dựa vào bản của Mao Tôn Cương hiệu đính rất kỹ, từng câu, từng chữ, từng tên riêng có đối chiếu với bản của La Quán Trung, có sửa chữa lại vì bản của Mao Tôn Cương đã sửa hỏng, sửa sai với nguyên bản của La Quán Trung nhưng nói chung đều không chữa hết theo bản của la quán trung vẫn là giữ nguyên bộ mặt bản của mao tôn cương còn những tên lịch sử đặc biệt như tên người tên đất tên chế độ nếu cả hai bản của la quán trung và mao tôn cương đều sai thì hiệu đính lại theo sử sách ở đây không cần nêu thí dụ để thuận tiện cho bạn đọc bản này có thêm phần chú thích và một bản đồ thời tam quốc trong công tác này nếu có thiếu sót mong độc giả chỉ bảo bộ biên tập nhân dân văn học xuất bản xã bắc kinh tháng 3 năm 1959 Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa và những tập tiếp theo trên kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya